các đại bồ tát ấy khi hành bồ tát đạo vì muốn làm lợi ích vô lượng trong ngàn ước loài hữu tình nên dùng bốn nhiếp pháp mà nhiếp thọ họ đó là bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự cũng an lập họ khiến riêng năng tu tập mười thiện nghiệp đạo này thiện hiện đại bồ tát ấy tự hành bốn tịnh lự cũng dạy người hành bốn tịnh lự tự hành bốn vô lượng cũng dạy người hành bốn vô lượng tự hành bốn định vô sắc cũng dạy người hành bốn định vô sắc tự hành sáu phép ba la mật đa cũng dạy người hành sáu phép ba la mật đa ngày thiện hiện đại bồ tát ấy y chỉ bát nhã ba la mật đa dùng sức phương tiện thiện xảo tuy dạy hữu tình chứng quả dự lưu nhưng tự mình chẳng chứng tuy dạy hữu tình chứng quả nhất lai bất hoàn a la hán nhưng tự mình chẳng chứng tuy dạy hữu tình chứng quả độc giác nhưng tự mình chẳng chứng này thiện hiện đại bồ tát ấy tự tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn ước đại bồ tát tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tự an trụ địa vị bất thối truyền cũng khuyên họ an trụ địa vị bất thối truyền tự nghiêm tịnh cõi phật cũng khuyên họ nghiêm tịnh cõi phật tự thành thục hữu tình cũng khuyên họ thành thục hữu tình tự khởi thần thông Bồ Tát cũng khuyên họ khởi thần thông Bồ Tát, tự tu pháp môn Đà La Ni cũng khuyên họ tu pháp môn Đà La Ni, tự tu pháp môn Tam Ma Địa cũng khuyên họ tu pháp môn Tam Ma Địa, tự đủ biện tài vô ngại cũng khuyên họ đủ biện tài vô ngại, tự đủ sắc thân vi diệu cũng khuyên họ đủ sắc thân vi diệu, tự đủ các tướng tốt cũng khuyên họ đủ các tướng tốt tự đủ hạnh đồng chân cũng khuyên họ đủ hạnh đồng chân, tự tu bốn niệm trụ, cũng dạy họ tu bốn niệm trụ, tự tu bốn tránh đoạn, cũng dạy họ tu bốn tránh đoạn, tự tu bốn thần túc, cũng dạy họ tu bốn thần túc, tự tu năm căn, cũng dạy họ tu năm căn, tự tu năm lực, cũng dạy họ tu năm lực, tự tu bảy chi đẳng giác, cũng dạy họ tu bảy chi đẳng giác, tự tu tám chi thánh đạo, cũng dạy họ tu tám chi thánh đạo tự an trụ pháp không nội cũng dạy họ an trụ pháp không nội tự an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng dạy họ an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh tự an trụ chân như cũng dạy họ an trụ chân như tự an trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ cũng dạy họ an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ tự an chủ thánh đế khổ cũng dạy họ an chủ thánh đế khổ tự an chủ thánh đế tập diệt đạo cũng dạy họ an chủ thánh đế tập diệt đạo tự tu bốn tịnh lự cũng dạy họ tu bốn tịnh lự tự tu bốn vô lượng cũng dạy họ tu bốn vô lượng tự tu bốn định vô sắc cũng dạy họ tu bốn định vô sắc tự tu tám giải thoát cũng dạy họ tu tám giải thoát tự tu tám thắng sứ cũng dạy họ tu tám thắng sứ tự tu chín định thứ đại cũng dạy họ tu chín định thứ đại tự tu mười biến sứ cũng dạy họ tu mười biến sứ tự tu ba pháp môn giải thoát cũng dạy họ tu ba pháp môn giải thoát tự tu mười địa bồ tát cũng dạy họ tu mười địa bồ tát tự tu năm loại mắt cũng dạy họ tu năm loại mắt tự tu sáu phép thần thông cũng dạy họ tu sáu phép thần thông tự tu tất cả pháp môn đà la ni cũng dạy họ tu tất cả pháp môn đà la ni tự tu tất cả pháp môn tam ma địa cũng dạy họ tu tất cả pháp môn tam ma địa tự tu mười lực phật cũng dạy họ tu mười lực phật tự tu bốn điều không sợ cũng dạy họ tu bốn điều không sợ tự tu bốn sự hiểu biết thông suốt cũng dạy họ tu bốn sự hiểu biết thông suốt tự tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả cũng dạy họ tu đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả. Tự tu 18 pháp Phật bất cộng cũng dạy họ tu 18 pháp Phật bất cộng, tự tu trí nhất thiết cũng dạy họ tu trí nhất thiết, tự tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng dạy họ tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, tự tu pháp không quên mất Tánh luôn luôn xả, cũng dạy họ tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Tự đoạn tất cả phiền não, tập khí, cũng dạy họ đoạn tất cả phiền não, tập khí. Tự chứng quả vị giác ngộ cao tột chuyển pháp luân màu nhiệm, độ vô lượng chúng, cũng dạy họ chứng quả vị giác ngộ cao tột chuyển pháp luân màu nhiệm, độ vô lượng chúng.